Chào cả nhà, chào mọi người nha. Nay anh em mình đi cắm câu cá lóc nha mọi người, trời đang mưa nha. Mình găm găm cho anh em mình cắm luôn mọi người. Đây đợi hết mưa chắc lâu lắm, tình em cắm nhiều mọi người. Hơn 100 cân luôn, thấy không? Đó. Hơn 100 cân nha. Bắt cậu phải giác luôn mọi người. Giờ anh em mình sẽ cắm lại ra luôn mọi người. Này, trời đang mưa nha. Nên em chống xuồng còn giặt đó mọi người. Giặt mà chưa xới nha. Hôm nay là ngày đầu tiên có ông anh luôn nha mọi người. Không mới ngày hôm nay thôi mọi người. Đây mọi người thấy bắt cầu không? Này trên 100 cân đúng không? Trên 150. 150 cân nha mọi người. Quá trời bắt cầu ở nhà ơi. Giờ mình xem ông anh này cắm bây giặt này cắm dài lên nha mọi người. Cho em mở thêm cây đèn đó nha. Sáng sáng dễ quay. Tối không thấy được. Mời cả nhà theo anh em mình xem cái quả lóc nha nha. Xem ngày đầu tiên nghe nghe sẽ như thế nào nha mọi người nha. Clip này chào mưa lông cầm gầm nha. Nào nó mưa lớn ghê chứ. Trời mưa này mũi quá nhà ơi. Đường này có hơi nhiều nha. Có nhiều quá nha. Cái cũng còn lúa chưa cắt nữa cả nhà. Cũng còn miếng này vẫn tầm 560 gì đó. Hỏi mọi người ơi, ai khoái mi ông cắm câu không? Nhà nghe nói gì không? Có ai khoái dân miền Tây không cả nhà ơi? Nên mình cặp bờ sáng cả nhà, nên là có sậy này nhiều đúng không nhỉ? Sậy cỏ lúm chưa cả nhà. Giờ anh em mình băng qua cái cánh này xong rồi cắm dài lên kia cả nhà. Dạ dạ anh em cắm cũng bọng rồi nha. Có được tầm 50 cân rồi. Em cắm cũng gần xong câu nữa nha. Chắc câu này dư lợi nha. Tầm báo chục cân vậy đó. Giờ anh em mình ăn rảo thì dài về nha. Cắm dài 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 xong vậy luôn nha. Quay lại đường cũ á. Tại vì trên kia hết đường đi rồi. Phải quay lại thôi. Câu nhiều quá nha. Gần 200 cân lắm.
trăm rưỡi, trăm trăm tám cân nha. Mình sẽ vừa cắm theo xong mình dài dài về rồi gảo luôn ở nhà xem có không ở nhà nha. Đây là dính cá rồi nha, thấy không? Ủa nhờ, ủa nhờ. Cái này nói là mình đi gảo. Ừ, thì đi gảo này. Xíu nữa năm thơ thơ nha. Wow. Đây nha, là con đầu tiên nha. Đây nha, con đầu tiên nha. Đây nha, thấy không? Con này cũng 150 gram á. Trên, trên. Chút biết thăm, dính rồi nó quẩy gì đó. Nè, mình gỡ tiếp nha. Còn tiền thấy mê quá nha. Em đây còn câu nhiều quá nha, còn xa lắm nha, nó cần đầu tiên thôi. Tầm cỡ 90 giờ thì anh em mình sẽ đi thăm cái nha, giờ anh em sẽ gảo quay lại thôi nha, gảo lại về 90 giờ mới thăm nữa. À, có cần ngập luôn nha, không biết có dính không nha. Rồi nó sảy rồi nha, sảy con đó nha. Này cùng bên kia sảy nha. Nó dính nha. Rồi tắt cái đèn nó sáng sáng nó như vậy. Thôi, vụt xong giờ. Này con nó hai con đó nha. Nãy bên kia sảy nha. Này dính lại nha. Thì mình lấy cá xong mình cắm vào cái cũ nha, móc nhá cái loại cũ nha. Bây giờ em chụp gảo về về nha, còn nào dính không nữa. Sớm nha, xíu này mới thăm một quận nữa nha, này đang gảo gì thôi nha. Thôi được con nữa nha, này nhỏ nha. Đi gạo vậy là ok đó nha. Đó như thế rồi. Còn hết câu cũng châu phí nữa. Phải không? Đúng rồi. Giờ ông anh sẽ móc mồi cắm lại nha. Ở đây có một ít núm nữa nha. Họ này núm gom hay núm cái gì mà cũng không biết nữa nha. Nhưng mà xíu nữa anh em mình sẽ đi hái để nó cháo cá này nè. Xíu này mình sẽ lên cái gỗ qua hái. Nhiều lắm nha. Nè, nè thấy không? Chết lắm nhiều luôn. Nè. Con còn nữa nha ơi. Xa nhà thấy không? Đây. Đó là bự rồi. Ồ, cái này bự không? Ký rồi đó, nhận ký rồi đó. À, chị em chỉ mới gảo thôi nha, chưa thăm nha. Chưa thăm đâu, mới gảo gì vậy? Này cho không biết đâu. Này sảy à? Sảy nha. Đây dính con cả nhà. Này thấy không? Cô con nó bự nữa nha. Đây. Đây. Wow. Này thấy không? Nè, do một mình ông gỡ cả nhà. Dính nó cả nhà ơi, dính nó cả nhà ơi.
Nè thấy không? Quay gần xíu. Mình gỡ cái lưỡi dưới vậy. Bứt luôn cọc này đi. Ừ. Thôi bứt. Giờ là hết câu nữa nha. Anh em mình chuẩn bị lấy gỗ đi hái núm nha. Để hái núm là mà nãy lúc mình quay cho cả nhà xem á. Anh em mình sẽ về coi nếu mấy thì nó cháo còn không thì xào ăn cả nhà. Để xíu anh em có sức để đi thanh chắc khuya cả nhà. Anh em mình gỡ được nhiều cá này cả nhà. 6 con này nha. Bự không nha. Không gà cho nhiều người thấy. 6 con. Rồi, anh em mình sẽ chuẩn bị gỗ đi hái núm nha. Em tới chỗ rồi nhà ơi. Quá trời núm à. Núm nè. Thấy không? Này. Ồ, quá trời núm luôn nha. Quá nhiều rồi. Buông nhà thấy không? Trắng xá cho nó nha. Để nên mình sẽ đầu hái nha. Hái nó về nấu cháo hoặc xào nha. Đây là thành quả của anh em mình hái nãy giờ nha nhà. Được cũng hơn nửa gỗ. Giờ nên mình sẽ lội về nhà và nấu cháo nha nha. Đây, ngon ngon nha. Bự không nhận thấy không? Đây. Cũng hơn ký nha. Giờ anh em mình sẽ đi thăm ở nhà. Giờ là cũng 10 giờ rồi. Thăm xong anh em sẽ về nấu cháo nha. Anh em mình đang lội để tới cái xuồng nữa, mình qua xuồng ở xong đó nha. Qua tới nhà này. Nên mình sẽ đi thăm xem như thế nào nha. Con này dính nha nhà ơi. Nhà thấy không? Nha. Cái ngập luôn mà không biết sao nha. Chỗ mập luôn lúc luôn. Dính thì cũng cá chết. Ui sảy ra, sảy ra. Ôi, quá nhát khô quá nha. Nó gồng rồi. Anh Bảy đang sửa lại nha. Sửa lại để cho nó phù hợp đó nha. Nó sáng còn có cá nữa. Chứ cao quá cá mà ăn tới nha. Giờ anh em mình thăm cũng cơ hơn chục cân rồi nha. Chưa có con nào nha. Có con sảy. Ôi, con này chắc sảy đó nha. Nè. Ôi, kéo qua bên luôn kìa. Ôi, nhảy lên bờ luôn đó nha. Đây được con ở nhà ơi. Đây. Cái này cũng nhỏ rồi. Nuốt bự, nuốt nuốt. Nuốt ngọt không à. Đó, nhỏ. Nó gồng quá cả nhà ơi. Nhái này nổi chưa? Cứ nào phải sửa chứ. Wow. Con bự luôn nha. Nhìn thấy không? Wow, wow. Cá bự mọi người. Bự lắm mọi người. Đây mình đổ con câu được không nha. Anh Bảy anh cầm lên cho mọi người xem nè. Nhìn thấy không? Ê, vô, 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 vô. Tới bờ rồi. Xíu là sảy rồi nha.
Ngon 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 ngon. Nước cồng này không? Nhá nổi chưa? Lúc này mình cắm ít nữa không? Thưa mà. Thưa mà, thưa. Ủa coi ngon thế rồi. Nè, con cái nào thấy không? Rồi, con cái này không à. Trọng trọng chứ không á, không bự quá nha. Bây giờ anh em đi cũng được tầm 4-5 con nha nè. Wow, có một cần nữa không người. Với cái sảy dính nè. Rồi, sảy không nhai. Nhìn thấy không? Nè. Đây sảy cái này. Ở đây cái này cũng trắng cho nha. Anh em mình tập nãy giật 10 phân nữa nha. Phân nữa câu rồi đó. Nước còng xuống đó nha. Wow, wow. Có con cá kìa nha. Ơi. Ui, có bự nha. Ôi. Trời ơi trời. Con này giá nửa ký lắm mấy thầy. Đảo cả nhà. Này nửa ký không ta? Dám có hả? Hồi sáng anh Thanh được một con tầm 700g á, 700g quá. Có cá đó cả nhà ơi, thấy không? Kìa. Ôi cái này, ôi nhái nhái mọi người. Xe lầm rồi, nhái nha. Mà tưởng cá đó nha, nhảy mạnh quá. Này nhá lên bờ đúng không? Mũi ở đây như là ong vậy nè. Veo mũi có chồng mũi như là mọi như là ông mặt gì bu được cưng là sao vậy sảy này đánh cá cái này. Rồi, cái này cũng vừa vừa chứ không có to lắm nha. Dính là ok rồi. Rồi. Cũng hơn ký nha nha. Hơn rồi. Đấy, nào, lắc quay một lắc xíu về mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cái con cá nữa cả nhà. Cái này cũng nhỏ nha, nhỏ à.
cần nào dính thì anh Bảy sẽ móc mò, gửi xong móc mò lên nhà mọi người, mò lại để cắm lại cái mò mới nha. Wow, cá bự lắm quá trời, phía ngoài nữa kìa. Lớp dịch chút đó, ừ. Đi ngủ được cắm độ. Ô, nhá lên bờ luôn nè. Chạy. Lấy rồi. Lấy rồi. Cái này gì? Cái sậy quá. À, không còn nữa nhà. Cái này cũng khá khá chứ không có to lắm cả nhà. Sảy nữa hả? Kìa kìa, con cá bự luôn nha. Này, kìa, để xíu nó tới đó mọi người xem. Treo mỏ lên kìa. Nhìn mê luôn. Đây, 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 về tới treo qua. Anh Bảy anh giải lên nằm qua cái nhà xem nha. Ừ, con sảy nữa nè. Lấy cái chứ đi. Cái này dính cái gì nè. Trời ơi, sảy rồi. Để em đi gỡ này chứ nè. Đây lên nè, sảy rồi. Ôi, con bự rồi, nè, nghe theo. Đó, nhìn theo. Ủa, cần này nhái đâu rồi? Thôi, sảy nữa rồi. Trời ơi, táp, con táp nhái lên bờ luôn trời. Đúng rồi. Nhìn nó gồng sữa lại hết rồi. Bây giờ anh em mình lội về mới tới nhà nha. Đây thành quả của anh em mình đi thăm giác đầu nha. Đây cũng cỡ 2 kg thôi nha, cực cá bự nha. Đây thấy không, cái này cũng tầm mấy ký nữa nha. Giờ anh em sẽ, anh Bảy sẽ mần ít con cá để anh em nấu cháo núm nữa nha. Cái nồi cháo núm của anh em mình bây giờ cũng đã xong rồi nha mọi người. Đây giờ mời mọi người ăn cùng với anh em mình nha. Con lóc bự lắm nãy nghe. Anh em mình hội đi vô câu nha. Đi nhổ câu xem được những cá xíu qua cái nhà xem nha. Thì thăm nãy giờ cũng xong rồi mọi người ơi. Giờ anh em mình sẽ lội về dài nhà nha. Lội nhà về nhà anh em mình sẽ đổ gà cho anh em xem nha. Đây. Bùng bộn nha, chắc tầm kiếm 2 kg à. Gom gom lại
Rồi hôm nữa chắc được tầm 4-5 ký cá cả nha. Đó cả nhà, con ở chơi bự luôn cả nhà. Mày chia like nha. Này thành quả của anh em mình nha. Nào, tầm buổi sáng mẹ nha. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây nha.